Thời gian vừa qua thì chúng ta ghi nhận thấy rằng là ở Việt Nam có rất là nhiều người cũng đã có nguy cơ bị tái nhiễm COVID-19 và có những người đã bị mắc đến 2 lần, thậm chí là nhiều hơn với những biến chủng khác nhau. Và một nghiên cứu mới đây của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh cũng cho thấy rằng những người đã tái nhiễm nhiều lần đã có thể nhiễm các biến thể khác nhau của virus SARS-CoV-2. Và nghiên cứu mới này cũng đã được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, nhấn mạnh rằng biến thể Delta gây ra nhiều nguy cơ hơn so với biến thể Omicron. Báo cáo cho thấy, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, chỉ riêng vùng England đã ghi nhận 62 người có 4 lần xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, mỗi lần cách nhau ít nhất 90 ngày. Trong khi đó, dữ liệu thu thập đến ngày 6 tháng 3 vừa qua cho thấy, 7.640 người khác đã 3 lần mắc COVID-19. Theo giáo sư y khoa Paul Hunter của Đại học East Anglia, những người đã tái nhiễm nhiều lần có thể đã nhiễm các biến thể khác nhau của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, ngay cả khi virus ngừng biến đổi ngay bây giờ, các khả năng miễn dịch đối với các bệnh lây nhiễm qua đường mũi và họng cũng không tồn tại lâu dài, nên những người có khả năng tái nhiễm theo chu kỳ 2 năm một lần hoặc lâu hơn. Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng khả năng tái nhiễm một phần là do di truyền của hệ thống miễn dịch hoặc một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn cản trở hệ miễn dịch hoạt động.